Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là trung tâm thương mại lớn nhất quận 10, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Và để mở đầu video ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và có những ngày cuối tuần thật ấm áp bên gia đình. Đặc biệt là trong mùa Giáng sinh sắp đến đây thì Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những quý vị là người Công giáo sẽ được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình trong mùa Giáng sinh lớn nhất của người Kitô hữu. Phía trước màn của cô chú anh chị và các bạn là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, một trung tâm thương mại có thể nói là lớn bậc nhất ở tại Sài Gòn. Hôm nay Tường Vũ Channel rất vui được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị những hình ảnh mới và cần nét ở tại trung tâm thương mại. Phía trước màn của cô chú anh chị và các bạn là đường Sư Vận Hạnh hướng về bên bệnh viện 115, về bên đường Tô Hiến Thành. Trung tâm Vạn Hạnh Mall này có thể nói tọa lạc tại quận 10, nơi đây là phố ăn uống, phố karaoke rất là nhộn nhịp, đông đúc vào những ngày cuối tuần ở đây. Bây giờ Tường Vũ Channel sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng di chuyển vào bên trong ha. Chúng ta đang đi phía trước ở trên đường Sư Vận Hạnh, hướng thẳng màn ảnh cô chú anh chị và các bạn là đi về bên ngã tư đường 3 tháng 2 và đường Sư Vận Hạnh ha. Chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối của năm 2021, và đặc biệt tháng 12 này thì không khí lạnh đã ùa về với Sài Gòn trong những buổi tối cũng như là rạng sáng sớm. Phải nói rằng là không khí đúng với cái mùa Noel luôn các bạn. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu mến cũng như là ủng hộ, đăng ký, hỗ trợ cho kênh YouTube Tường Vũ Channel trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong nhận được sự ưu ái cũng như là quan tâm, ủng hộ đặc biệt của tất cả các bạn trong và ngoài nước. Giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong, bên trong sân phía trước trung tâm thương mại ha. Đây là phía ngoài ha, phía ngoài trung tâm thương mại nha các bạn. Thông thường vào những tháng cuối năm thì tất cả các trung tâm thương mại đều có cái lượng khách đến tham gia vui chơi cũng như là mua sắm rất là đông. Chính vì thế cho nên là mình thích đi vòng vòng cũng như là đi chia sẻ đến tất cả cô chú chị và các bạn. Đây là phía trước trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall đây. Trang trí không khí Noel, những ánh đèn lung linh, những cây thông, những quả châu rất đẹp. Mình đi bên ngoài trước, sau đó chút nữa mình sẽ vào bên trong ha. Okay. Phía trước trung tâm thương mại thì có trang trí những cây thông, những quả châu rất lớn luôn. Đây là những cái hộp quà cũng như là cây thông bên hàng đá với thiết kế theo phương Tây, thiết kế theo cách hiện đại của người châu Âu. Merry Christmas.
Từ Phú Channel chia sẻ những cảnh ở bên ngoài trước ha, sau chút nữa mình sẽ vào bên trong. Cái khung cảnh buổi tối thì trên kênh YouTube Từ Phú Channel cũng đã có thực hiện một cái video rồi. Đây là mặt trước của trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, mình sẽ đi vào bên trong đây. Có thể là chúng ta sẽ lấy cái thẻ xanh. Lấy cái thẻ xanh ha. Tìm cái thẻ xanh Covid xong ta sẽ vào bên trong để chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem. Ok. Khai báo y tế. Khai báo y tế nha. Rồi. Giao thông khổng lồ. Đây là phía bên trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mại lớn nhất tại quận 10, cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Sài Gòn. Đây đang tổ chức chương trình gì đây, City Game. Sự kiện ra mắt phiên bản The Lifestyle City Game. Ở đây có bán rất nhiều cái thông để trang trí Giáng sinh ở Việt. Shop thời trang, quần áo hiện đại luôn. Khuyến mãi 50%, 60%, 40%. Ngày 12 tháng 12 ưu đãi mùa lễ hội. Trung tâm thương mại này rất sang các bạn, nhìn rất là đẳng cấp. Ở đây có thương hiệu Adidas, thương hiệu bán đồ thể thao, quần áo Adidas rất đẹp. Thường cuối tuần thì người ta hay đến đây để vui chơi, giải trí cũng như là ăn uống. Mình đi lên tầng trên đây ha. Ở đây có tổng cộng là 7 tầng. Những cái đồ thương hiệu rất đẹp. Để xem thử là trong đây có trang trí Giáng sinh là như thế nào.
thương hiệu nổi tiếng đẹp không nha các bạn. Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall này là tọa lạc tại quận 10 với tổng diện tích xây dựng lên đến 90.000 m2. Ở đây có một trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall này có gồm một tầng hầm và có 7 tầng thương mại. Ở đây thiết kế theo cái mái vòm đó các bạn, nhìn cái cách thiết kế của nó rất đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lắm. Thiết kế của cái mái vòm này theo công trình của kiến trúc Phương Đông. Ở đây có những cái bãi gửi xe nổi 9 tầng trải dài từ tầng hầm đến tầng 5 với sức chứa là trên 3.000 xe máy và 350 xe ô tô. Rất lớn luôn. Các thương hiệu nổi tiếng giày dép quần áo ở đây, nhưng mà để xem thử lượng khách vào mua như thế nào. Ở đây quy mô của trung tâm thương mại sắp xỉ là gần 55.000 m2. Và có thể nói là với diện tích lớn như vậy thì hội tụ rất là nhiều mặt hàng với hơn 200 cửa hàng. Đặc biệt rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng. Chúng ta sẽ đi vòng một vài tầng ở đây để cho các bạn xem ha. Rồi sau đó mình sẽ tạm dừng cái video, chủ yếu là muốn đi chia sẻ không khí buổi tối á, thì nó đẹp hơn. Mà thông thường cuối năm cuối tuần thì sale khủng hơn, thấy có nhiều mặt hàng sale đến 70% luôn. Quần áo thời trang rồi ẩm thực sắm nơi trò chơi cho trẻ em rồi nhà sách siêu thị, hầu hết là tập trung tất cả bên trong trung tâm thương mại này đầy đủ hết đó quý vị. Tập trung ở bên trong siêu thị này rất đầy đủ luôn. Khi chúng ta vào đây thì hầu hết là có tất cả các dịch vụ rạp chiếu phim rồi trò chơi điện tử, mua sắm, đọc sách, có tất cả luôn.
chúng tụi mình sẽ lên tầng trên có ẩm thực. Ở đây là nội thất, ghế massage rồi. Nhưng mà không biết có khách hay không. Nội thất sale 50%. Bàn ghế tủ bếp thương hiệu nổi tiếng và rất đẹp. Đây có thương hiệu Lock and Lock này. Thương hiệu ly trà tách rồi. Nhìn giống như mall bên châu Âu à. Ta sẽ tiến lên khu ẩm thực. Hình như trong trung tâm thương mại Vạn Thành Mall này, khu vực ẩm thực thu hút nhiều lượng bạn trẻ đến đây hơn, thu hút nhiều khách hàng đến đây hơn. Kiến trúc mái vòm theo kiểu của phương Đông nhìn rất là sang trọng, hiện đại. Cái kiến trúc này nó không có lỗi thời đâu. Đây là tầng ẩm thực này. Mình sẽ đi một vòng ở bên đây, quán thịt nướng Hàn Quốc. Chúng ta đi một vòng ở đây đây ha. Sushi, nhà hàng Nhật Bản. Tầng trên nữa là tầng tầng phía trên nữa là tầng chiếu phim cinema. Chút nữa mình lên tầng trên, giờ mình đi ở dưới này trước đi. Món ăn thì nhiều món ăn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan. Đây là nhà hàng Lào nè. Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên phía tay phải, phía trước mặt các bạn là khu vui chơi giải trí nữa. Nhà hàng của Hàn Quốc đó. Quán này của Hàn Quốc. Buffet. Buffet của Hàn Quốc. Rồi buffet Hoàng Yến của Việt Nam. Nhìn sang trọng quá trời luôn. Chúng ta đi lên tầng trên đi. Tầng này cũng có dịch vụ giải trí, ăn uống luôn, nhà hàng luôn. Này có buffet gì đây nè. Thật sự mà nói, khi chúng ta đi vào các trung tâm thương mại lớn ở tại Sài Gòn thì
chúng ta thấy nó cũng không thua kém gì bên nước ngoài, bởi vì ở đây nó dịch vụ rất là nhiều, phong phú về các sản phẩm hàng hóa cũng như là về các món ăn ẩm thực thì cũng đầy đủ các nước Âu Á cũng đã được thể hiện ở tại trung tâm thương mại Vạn Thành Mall này. Ngày cuối tuần thì các cái nhà hàng ăn uống ở đây rất là đông khách luôn. Này là quán của người Trung Quốc, rồi quán của Nhật Bản, Tasaki BBQ. Tiếp theo là món Việt Nam. Việc là rồi món cái pizza bò bít tết, rồi món Việt Nam. Phía trước màn của cô chú chị và các bạn là rạp chiếu phim CGV, một trong những hệ thống cinema lớn nhất ở tại Việt Nam. Đây là bên trong phòng vé cũng như là để mua các cái đồ ăn thức uống nhẹ để chúng ta vào bên trong xem phim. Thấy các cái trung tâm thương mại được mở cửa hoạt động trở lại như vậy thì cũng rất là vui các bạn. Khu vực chiếu phim cũng như là khu vực trò chơi thiếu nhi cũng đã dừng hoạt động rất là lâu, cho nên bây giờ thấy mở cửa hoạt động trở lại mình cảm thấy rất là vui. Tầng trên cùng là tập thể dục thể thao City Gym. Và như vậy một số hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.